Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Ngọc Vũ Official. Hôm nay mình sẽ đi bắt cua. Mời mọi người theo chân mình nha. Let's go. Nhưng mà trước khi cho mọi người xem Ngọc đi bắt cua thì Ngọc kể cho mọi người nghe cái câu chuyện gắp gấu của Ngọc đi buổi sáng hôm đó. Hai mẹ con đưa nhau đi mất khoảng 30 km thì mới đến được trung tâm thương mại. Tại vì chỗ đi khá xa thành phố cho nên là đi hơi xa một tí. Đi đến nơi thì hai mẹ con cùng vào mua xu để gắp gấu. Nhưng mà đấy các bạn nhìn đấy, đi đi đấy. Mình gắp chán, gắp chê, gắp từ máy này sang máy kia. Thế nhưng mà không hiểu sao không gắp được một cái con nào cả. Chán lắm các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn luôn thắc mắc là tại sao người ta có thể gắp được gấu nhiều như thế. Nhưng mà Ngọc đã tốn rất nhiều tiền để gắp gấu mà không gắp được con nào. Gắp chán, gắp chê, không gắp được. Cho nên thôi, tôi quyết định là sẽ dẫn bọn trẻ con đi chơi nhà bóng. Hai mẹ con hôm nay tiện đồ đôi nha. Mọi người nhìn đi xinh không? Nhưng mà vội đi quá cho nên là không tìm được cái đôi dép nào cho Bi. Nhìn đôi dép của Bi hơi hèn. Thôi bây giờ sẽ quay lại cái hành trình bắt cua mà tôi muốn kể cho mọi người nghe. Mời mọi người. Đây đây. Bây giờ mọi người theo chân mình đi nha. Đây là đồng đội đi bắt cua buổi tối với mình. Và trên đầu mình đang có một chiếc đèn. Đó, đó, các bạn nhìn thấy chưa? Tao lủi lủi hai con liền nhé, không phải một nhé. Đâu, đâu, đâu. Đâu. Đâu, đâu, đâu. Ở đây to hai con mà. Được ba con. Ba con đây hai mày. Ừ, ba con liền. Thế nhé. Cá đâu? Ui, rồi nó nhảy rồi. Nhảy rồi. Đây là thành quả đầu tiên của chị ăn tôi. Còn một con chạy rồi. Đây là thành quả đầu tiên của chị ăn tôi. Một con cá. Mắt rất tinh nha. Mặc dù tôi đội đèn nhưng mà tôi không nhìn thấy cái gì hết. Đi hằng. Đi hằng. Con này đội đầu đi làm sao mà nhìn được. Em cũng không nhìn thấy gì luôn. Chú cá thứ hai của mình. Thế tôi đã được mẹ rồi. Ôi trời ơi, mỗi lần một xô mà không biết có thu hoạch được cái gì không đây. Tôi vừa đã nhìn thấy một thứ dáng siêu to khổng lồ các bạn ạ. Nhưng mà tôi này đây đúng không? Không dám quay. Bởi vì tôi rất sợ rắn. Lúc hành trình bắt cua buổi tối của chị em tôi. Và tôi đã rất là mê rồi. Ôi da. Cái này đã bị dù rồi. Vớt vào mùi à? Ăn rồi. Dạ. Lâu rồi ạ. Thế là hành trình bắt cua đã kết thúc. Tôi sẽ cho mọi người xem thành quả. Mệt quá. Rồi, nó hết mồ hôi rồi.
quả. Mời đi chưa ạ?